Chào các bạn, welcome back to the Young Family Channel. Ngày hôm nay mình với anh xã đi Home Depot để mua phân về rải trên cái sân cỏ nhà mình. Thì để chăm sóc được một cái sân cỏ xanh và đẹp vào mùa xuân hay là quanh năm thì chồng mình có một cái thời khóa biểu, hình như là một năm 4 lần bón phân và rải những cái weed killer trên cái sân vào cỏ. Weed killer là những cái loại thuốc để giết những cái cỏ dại đã mọc ở trong cỏ của mình đó các bạn. Thì một năm ảnh có một cái thời khóa biểu, thì mình sau cái video này mình sẽ bỏ cái description để cho các bạn biết là mùa nào thì ảnh làm tới công đoạn nào ha. Thì đây là hôm nay mình đi vào đây Home Depot để mua. Thì bên tiểu bang của mình ở Pennsylvania đó, thì những cái nhà vườn hay là còn gọi là nursery đó các bạn, những nơi bán hoa để mình mua về trồng vẫn còn đang trong lệnh tạm thời đóng cửa, tại vì chính phủ nói là những tiệm đó là thuộc loại non essential, là không cần bằng nhu cầu đời sống gia đình. Nhưng mà Home Depot với Lowe's vì vẫn còn được mở cửa, vì họ bán những cái loại không những là những cái loại dùng cho vườn tược hoa hoa cây hoa, mà còn bán những cái dụng cụ để sửa nhà đó các bạn, điện nước đồ này kia, cho nên họ thuộc cái loại là essential. Cho nên tiệm vẫn còn được mở cửa. Thì mình vào đây trong tiệm này có rất là nhiều loại phân để rải vào cỏ. Tại vì người Mỹ thì mỗi năm họ cũng vậy, mỗi năm tới mùa nào thì cùng họ cũng có một cái công đoạn đó. Nhà thì họ muốn người chuyên môn đến một năm cũng 4 lần hay 6 lần đó các bạn, đến để rải ngoài cái việc cắt cỏ ra còn rải phân, bón cỏ và giết mấy cái cỏ dại rồi e ngay rồi đủ thứ đó. Thì nhưng mà nhà mình thì mấy năm trước cũng có mấy người làm, nhưng mà đôi khi làm cũng người làm thì họ vô làm cũng nhiều khi cũng không có tâm, thì chồng mình ảnh cũng không có vừa ý. Thì ảnh nói thôi để năm nay ảnh bắt đầu ảnh làm, tại vì con mình nó cũng bắt đầu lớn rồi, ảnh cũng có chút thời gian rảnh rỗi thì coi như là tập thể dục thôi. Thì năm nay thì đến mùa này thì mua lại phân này để rải lên cái cỏ sân cỏ của nhà mình. Thì mình cũng không có rành là ảnh xài hiệu gì nữa, nhưng mà hình như là mỗi năm đều thấy cũng có đổi hiệu. Mình nghĩ là tùy theo cái nào on sale, hay là túi tiền của năm đó, hay là cái nhu cầu của cái cỏ của mình á, mình phải cần một loại phân có một cái gì đặc biệt đó thì mình dùng. Thì những cái bao phân này mình mua hôm nay thì chỉ là như thức ăn, nó gọi là lawn food đó, để rải lên, không có weed killer trộn ở trong này ha. Weed killer là mình phải mua, ảnh phải mua riêng ở một cái bình rồi xịt lên cái sân cỏ thôi. Là phân cỏ mỗi mùa hè anh rải, mỗi mùa xuân anh rải một lần hả anh? Một năm 4 lần hả? Nhiều bọc vậy? 18 đồng.
4 lần ông xã mình rải phân cỏ trên cỏ đó các bạn. Rồi cuối mùa thu thì trồng thêm hộp cỏ. Cho nên mùa xuân nó cái sân cỏ này nó ngoài. Các bạn nhìn không thấy một cái cỏ dạ cỏ dại nữa, nó toàn là cỏ ấy không à. Nó một màu xanh như vậy luôn á. Đây là sân cỏ phía trước nhà mình nè các bạn à, để mình đi một vòng cho các bạn xem ha. Xem cái sân cỏ của nhà mình nó rộng tới đâu ha. À, đây là mình đi ở ngoài đường đi bộ nè. Nhà mình thì ở ngay cái góc đường đó, cho nên cái sân cỏ của nhà mình á, nó kéo dài từ phía bên cái driveway của mình á, dọc theo ra tới góc đường. Bọc lại phía sau. Cho nên săn sóc cũng cực đó các bạn. Nhà hàng xóm của mình đó thì họ người lớn tuổi đó thì họ mướn người chăm, hay là cái nhà đối diện đó thì họ có con nhỏ, cho nên họ cũng không có thời giờ chăm, họ cũng mướn người chăm. Cỏ thì họ tự cắt đó, nhưng mà một năm có mấy lần đó thì họ có người đến để xịt thuốc, chứ không có tự làm giống như mình. Mình đi phía bên hông nhà mình ha. Đó, đây là phía bên hông nhà mình. Mình đi bọc lên cho các bạn xem. Ở bên đây là phía nhà hàng rào của nhà người khác rồi. Mình đi một vòng. Nhà mình thì rất có nhiều cây thông. Thông rất là nhiều. Cũng chặt bớt rồi đó, tại vì lâu năm nó cũng chết đó các bạn. Nó bị sâu cho nên nó chết dần dần. Mình cũng chặt hết mấy cây rồi đó. Cái đống này năm nay là mình phải dẹp rồi. Đống này nó dơ quá rồi. Mấy năm nay bỏ hoang phế. Thì nó là cái đó là cái mùa hè này là mình vợ chồng mình phải làm tới cái đó. Bên đây cái hàng rào này là nhà của hàng xóm rồi. Bây giờ là bắt đầu mùa xuân ấm ấm là mình bắt đầu dọn vào ngoài nha các bạn. Cỏ cây dọn dẹp, quét tước, rửa nữa, rửa cái siding rồi rửa driveway rồi đủ thứ. Đây là cái sân đậu xe. Này là weed killer đó các bạn, là để diệt cỏ dại đó. Cho nên chồng mình sau khi mà ảnh bón phân rồi á, nó sẽ xịt xung quanh cái sân của ảnh bằng cái nước này, nó sẽ giết hết những cái cây cỏ dại ở trong vườn. Tại vì mình để nhiều cỏ dại mọc quá đó, mình không có giết chết đó, thì nó sẽ ăn lan qua cái cỏ tốt của mình.
làm sẽ làm hư cái sân cỏ nhà mình, cho nên mấy cái cỏ dại là mình phải phải xịt thuốc để mình diệt. Mình nhổ bằng tay cũng được, nhưng mà cái vườn của mình nó rộng quá cho nên mình không có làm như vậy được. Thì lát nữa ông xã mình á, ông sẽ gắn cái ống tưới cây á vô cái chỗ này nè, của cái bình thuốc xịt này, rồi cái nó sẽ pha với lại nước ở trong vòi đó, rồi mình xịt vừa thuốc vừa nước ở trên cái cỏ của mình. He's leaving, Ryan. We better hurry. Sugar? I mean, we already have ice cream pretty much, but... You want? You good? Yeah, I guess. Yes or no? Maybe. Okay. Là xe bánh kem đó các bạn, xe mới chạy qua đó, có cái nhạc tinh tinh đó.